mùa xuân đến, căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu giảm căng thẳng. Các chiến lược tiếp tục được chuyên gia dự đoán. Theo một số nhà phân tích, Nga đang mở rộng một số căn cứ không quân. Ukraine nói, Nga chịu tổn thất khi phát động hàng chục cuộc tấn công vào Bắc Mốt. Mặt khác, Ukraine mời các công ty quốc phòng Mỹ thử vũ khí trong khu vực xung đột với Nga. Ở khu vực châu Á, ông Tập Cận Bình bất ngờ trực tiếp chỉ trích Mỹ đàn áp Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo xung đột thảm khốc nếu Mỹ không hãm phanh. Không những thế Trung Quốc chỉ ra làn danh đỏ hàng đầu mà Mỹ không được bước qua. Đó là gì? Tại sao phương Tây không nên khó chịu với việc Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự? Mặt khác Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Nga khi thế giới trở nên hỗn loạn hơn. Một số tin tức nổi bật khác. Mexico triển khai binh sĩ tới thành phố xảy ra vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ. Ủy ban châu Âu phủ nhận cáo buộc tham nhũng sau tiết lộ bất ngờ của Politico. Thủ tướng Netanyahu lên án hành động từ chối nghĩa vụ quân sự để phản đối cải cách tư pháp tại Israel. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói cần 300 năm nữa để đạt bình đẳng giới. Úc cảnh báo gia tăng rủi ro cháy rừng khi nền nhiệt độ tăng cao. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine, cả Moscow và Kiev đã thực hiện các chiến lược mới để tăng khả năng phòng thủ và tấn công đối phương. Theo đài Sky News, ngày 7 tháng 3, các lực lượng Nga đã mở rộng một số căn cứ không quân kể từ khi phát động chiến dịch quân sự hồi năm ngoái. Nhận định được nhà phân tích Brady Artrick từ Viện Doanh nghiệp Mỹ đưa ra. Ông Arik báo cáo rằng, một số thay đổi đã được tiến hành đối với các căn cứ không quân bên trong lãnh thổ Nga, cũng như những căn cứ ở các khu vực mà Moscow kiểm soát ở Ukraine. Theo nhà phân tích, căn cứ không quân Milerovo ở miền Tây nước Nga, nơi lực lượng của Moscow sử dụng máy bay cho các chiến dịch ở miền đông Ukraine, hiện đã có sân bay trực thăng mới và khu vực cho các phương tiện. Trong khi đó, tại Crimea, căn cứ không quân Benbeck gần Stevastopol cũng đang được mở rộng. Cũng ở phía tây nước Nga, căn cứ không quân Tagaro đã bổ sung thêm các khu vực mới cho phương tiện, trực thăng và thiết bị, theo nhà phân tích. Đây chỉ là một vài trong các căn cứ không quân và bãi đáp máy bay trực thăng mà Nga đã mở rộng hoặc xây dựng từ khi phát động chiến dịch quân sự, ông Alex viết. Liên quan đến tử địa khốc liệt ở miền đông hiện nay, Bắc Mút, quân đội Ukraine ngày 7 tháng 3 thông báo các lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể sau khi phát động hàng chục cuộc tấn công quanh thành phố này trong 24 giờ qua. Trong ngày qua, các binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi hơn 140 cuộc tấn công của kẻ thù dọc theo chiến tuyến trên khắp miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong bản cập nhật hàng ngày, nhiều cuộc tấn công trong số đó đã diễn ra ở phía bắc Bắc Mút, nơi các lực lượng Nga đang cố gắng cắt đứt khả năng tiếp cận thành phố của quân đội Ukraine. Trong 24 giờ qua, kẻ thù đã thực hiện 37 cuộc tấn công, gây làng Dubovo và Silipka. Quân đội Ukraine thông báo đề cập đến một khu định cư nằm ở phía tây bắc Bắc -Mut. Trong khi đó, TASS ngày 6 tháng 3, dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng đánh thuê Wagner, cho biết Ukraine đang thiết lập bốn nhóm phòng thủ để chặn đứng các đòn tấn công như vũ bão. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tạo thành bốn nhóm, cụ thể lữ đoàn 67 chấn giữ ở Slovias, các lữ đoàn 81 và 66 chiến đấu tại Srever, một nhóm khác phòng thủ Yar và một nhóm còn lại bảo vệ Konstantinovka, ông chủ Wagner thông báo trên ứng dụng Telegram. Ông nhấn mạnh, phiếu Ukraine sẽ bị quét sạch tới người cuối cùng. Chúng tôi đang phân tích thực hiện công việc của mình một cách triệt đề. TASS cho biết quân Nga đang bao vây và kiểm soát hầu hết con đường ra vào Bắc Mút. Nếu muốn rút lui, khẽ phải sử dụng một đội quân cảm tử để phá vòng vây. Tuy nhiên, nỗ lực đó chẳng khác nào đi vào chỗ chết khi Nga đang củng cố và mai phục kín kẽ. Cục diện ở Bắc Mút ngày càng khó lường hơn. Cách đây một tuần, hôm 1 tháng 3, ông Prigozhin nói rằng hàng vạn chiến binh Ukraine vẫn chiến đấu ác liệt ở thành phố miền Đông đáng chú ý theo The Washington, Ukraine đã yêu cầu các công ty quốc phòng Mỹ gửi thiết bị quân sự có thể chống lại các cuộc tấn công bằng chiến tranh điện tử của Nga để Kiev có thể thử nghiệm chúng trước lực lượng của Moscow. Trong yêu cầu, Kiev cũng mong muốn xuất hiện máy bay không người lái chống nhiễu. Đề xuất đặc biệt của Ukraine được đưa ra tại hội nghị các lực lượng chiến dịch đặc biệt (SOF) ở Florida. Theo phía Ukraine, cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và hai bên đều sử dụng chiến lược mới để đối phó đối phương đáng chú ý ở Arsenal ngày 6 tháng 3. Trong hội nghị trên, giới chức Ukraine đã mời các công ty Mỹ thử nghiệm hệ thống vũ khí tại các khu vực xung đột. Một sĩ quan quân đội Ukraine tuyên bố đây là thời điểm thích hợp để xác định điểm yếu, phát triển giải pháp và quyết định cách đối phó với vũ khí tác chiến điện tử của Nga. Theo vị quan chức này, Mỹ cũng sẽ đối mặt với vấn đề tương tự. Bên cạnh các yêu cầu gây chú ý về máy bay chiến đấu và tên lửa, quân đội Ukraine cũng yêu cầu máy bay trực thăng tấn công và các phương tiện nhỏ hơn như máy bay không người lái chống nhiễu, thiết bị chiến tranh điện tử và kính nhìn ban đêm mới. Giao tranh trên bộ với cường độ cao là khía cạnh quyết định cuộc xung đột Ukraine. Một cựu quan chức quân đội lầu năm góc thậm chí còn gọi cuộc xung đột này là chiến tranh thế giới thứ nhất với vũ khí của thế kỷ 21. Một phong cách chiến đấu trước đây được coi là lỗi thời trong kỷ nguyên chiến tranh điện tử và máy bay không người lái. Do đó, giới trụ Ukraine đang tìm cách mua vũ khí mới từ các công ty quốc phòng Mỹ để chống lại kho vũ khí tối tân của Nga. Ngoài ra, báo cáo lưu ý rằng họ có nhu cầu cấp bách về các lựa chọn liên lạc vệ tinh. Ngoài các thiết bị đầu cuối Starlink của SpaceX, Starlink cung cấp một dịch vụ có giá trị, nhưng các thiết bị đầu cuối có một số nhược điểm chiến thuật. Theo Asian các nhà thầu quốc phòng của Mỹ đã được hưởng lợi về mặt tài chính từ cuộc xung đột Ukraine và một số người cho rằng họ đang muốn tận dụng tình hình này bằng cách theo đuổi các hợp đồng dài hạn hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói rằng mối lo ngại về nhu cầu giảm không khuyến khích việc xây dựng các cơ sở mới và mở rộng công suất. Hầu hết các nhà thầu Mỹ cũng ngần ngại cử nhân viên hỗ trợ đến Ukraine để thử nghiệm sản phẩm. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, Wall Street Journal đưa tin hôm 6 tháng 3, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra lời chỉ trích bất thường đối với các chính sách của Mỹ. Trong đó, ông chỉ ra Washington đã lãnh đạo chiến dịch đàn áp Trung Quốc, khiến đất nước của ông đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian qua, Thông điệp trên được vị chủ tịch đưa ra trong phiên họp lập pháp thường niên ở Bắc Kinh. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng tập thể phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã bao vây và đàn áp Bắc Kinh, mang đến những thách thức nghiêm trọng chưa từng có cho sự phát triển của Trung Quốc. Wall Street Journal chỉ ra các bình luận vừa qua của ông Tập Cận Bình cho thấy một hướng đi bất thường. Trước đây, nhà lãnh đạo thường hạn chế công khai chỉ trích Hoa Kỳ dù quan hệ song phương xuống cấp. Hiện quan hệ song phương Mỹ Trung đang căng thẳng trong các lĩnh vực thương mại công nghệ. Hai nước cũng bất đồng quan điểm về địa chính trị liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình phiên bản tiếng Anh được Tân Hoa xã đăng tải không đề cập đến việc Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn Mỹ. Thay vào đó, nhà lãnh đạo 69 tuổi đã kêu gọi các quan chức can đảm chiến đấu khi đất nước phải đối mặt với những thay đổi sâu sắc và phức tạp cả trong và ngoài nước. Tại cuộc họp hôm 6 tháng 3, trước Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc CPPCC, ông Tập Cận Bình đã tìm cách tăng cường niềm tin trong khu vực tư nhân, kêu gọi các doanh nghiệp tạo động lực tăng trưởng và tăng tỷ lệ việc làm trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, Đảng Cộng sản luôn đồng hành với doanh nghiệp tư nhân và sẽ hỗ trợ mọi thứ cần thiết khi họ gặp khó khăn. Đồng thời, ông Tập Cận Bình kêu gọi các doanh nhân không ngừng phấn đấu, có ý thức trách nhiệm, thúc đẩy sự công bằng và thịnh vượng chung. Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc cũng đã bảo vệ các nỗ lực xử lý đại dịch Covid-19 cũng như các biện pháp giải quyết căng thẳng giữa Bắc Kinh và phương Tây. Ông cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp phối hợp với đảng để cùng vượt qua những khó khăn trong môi trường quốc tế không chắc chắn. Lãnh đạo Tập cận bình lưu ý thời gian tới rủi ro và thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt sẽ gia tăng hơn bao giờ hết. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cạnh tranh chứ không muốn xung đột với Trung Quốc cũng như không muốn thúc đẩy cuộc chiến tranh lạnh. Hồi tháng 11 năm ngoái, khi tham gia hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc đã khẳng định sự đàn áp và nỗ lực ngáng đường của nước ngoài sẽ chỉ củng cố ý chí và tinh thần của người dân Trung Quốc. Thưa quý vị, Mỹ và Trung Quốc là hai nước lần lượt có kho dự trữ hạt nhân lớn thứ hai và thứ ba thế giới. Căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng về nhiều vấn đề như là kinh tế và đảo Đài Loan. Đặc biệt gần đây, Washington liên tục cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ cho Moscow trong một tuyên bố đánh thép, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 7 tháng 3 kêu gọi Mỹ nên thay đổi các chính sách sai lầm gần đây đối với Trung Quốc, nếu không sẽ xảy ra xung đột và đối đầu. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh bên lề hội nghị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Bộ trưởng cáo buộc Mỹ đã tham gia đàn áp và ngăn chặn Trung Quốc thay vì cạnh tranh công bằng và dựa trên luật lệ, theo Reuters quan trưởng tần cương phát biểu nhận thức và quan điểm của mỹ về trung quốc đang bị bóp méo nghiêm trọng họ coi trung quốc là đối thủ chính và là thách thức địa chính trị lớn nhất điều này giống như chiếc cúc áo đầu tiên bị cải sai ông tần cương nói quan hệ giữa hai siêu cường đã căng thẳng trong nhiều năm qua về một số vấn đề bao gồm đảo đài loan chế tranh thương mại và xung đột ukraine đặc biệt quan hệ hai bên chắc trở hơn sau khi tranh cãi liên quan đến một quả bóng bay mà mỹ cho là thiết bị do thám của trung quốc theo bộ trưởng tần cương dù Mỹ nói rằng họ đang thiết lập các biện pháp bảo vệ trong quan hệ với Trung Quốc và không tìm kiếm xung đột, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Ngoại trưởng cho rằng Trung Quốc thậm chí không được đáp trả bằng lời nói hoặc hành động cụ thể khi bị vu khống hay tấn công. Điều đó là không thể chấp nhận được. Nếu Mỹ không hãm phanh, không thay đổi quan điểm và tiếp tục trên con đường sai lầm hiện tại, sẽ không có hành lang an toàn nào có thể ngăn chặn khủng hoảng. Điều này sẽ dẫn đến xung đột và đối đầu. Ai sẽ gánh chịu hậu quả thảm khốc đó? Theo đài CCTV, cũng trong ngày 7 tháng 3, Ngoại trưởng Tần Cương phát biểu, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ khám phá con đường phù hợp để hòa hợp với nước này để cùng có lợi cho hai nước và toàn thế giới. Ông nhấn mạnh, việc xử lý đúng đắn mối quan hệ Mỹ-Trung là điều hai nước phải làm tốt. Như Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ ra, việc Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xử lý tốt mối quan hệ của họ hay không sẽ tác động đến tương lai thế giới. Tôi cũng nhận thấy rằng, ngày càng có nhiều người có tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng ở Mỹ vô cùng lo lắng về tình hình hiện tại của quan hệ Mỹ-Trung và kêu gọi một chính sách hợp lý với Trung Quốc, cũng như người Trung Quốc, người Mỹ cũng thân thiện, tốt bụng, chân thành và muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Một thế giới tốt đẹp hơn, đài CCTV trích lời ông Tần Cương cho hay. Còn về vấn đề Đài Loan, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương ngày 7 tháng 3 khẳng định Đài Loan chính là lằn danh đỏ đầu tiên của Trung Quốc mà Mỹ không được vượt qua. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Ngoại trưởng trong phiên họp Quốc hội Thường niên ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng cho biết việc giải quyết vấn đề Đài Loan là vấn đề của người Trung Quốc và không có quốc gia nào có quyền can thiệp. Ông nói vấn đề Đài Loan là điều cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, là nền tảng chính trị của quan hệ Mỹ-Trung và là làn danh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ hai nước. Bộ trưởng nhắc lại rằng Trung Quốc có quyền thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đạt được sự thống nhất hòa bình với Đài Loan, một hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố sẽ thu hồi và sử dụng vũ lực nếu cần. Không ai nên đánh giá thấp ý chí kiên định và năng lực to lớn của chính phủ và người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh. Trong khi đó, chính quyền Đài Loan phản đối mạnh mẽ các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc, mặc dù đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Bắc Kinh. Đài Bắc nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Hồi năm ngoái, Trung Quốc đã tổ chức hàng loạt cuộc tập trận nhằm phản đối chuyến thăm Đài Loan của cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Theo hai nguồn tin của Reuters, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có kế hoạch gặp chủ tịch Hạ viện Mỹ đương nhiệm ông Kevin McCarthy tại Mỹ trong những tuần tới. Đến nay, chính quyền ở Đài Bắc vẫn chưa thông báo về chuyến thăm này, dù trước đó bà Thái đã dừng chân ở một số quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan ở Mỹ Latin và Caribe. Theo nguồn tin của Reuters, nếu cuộc họp của Mỹ diễn ra, cũng có thể ông McCarthy sẽ đến thăm Đài Loan trong tương lai. Bốn nguồn tin khác nói với hãng tin đã có nhiều lo lắng về chuyến thăm tương lai khả thi của Chủ tịch Hạ viện khi sự kiện có thể làm gia tăng căng thẳng vốn đã nghiêm trọng ở eo biển Đài Loan vào thời điểm hòn đảo chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhà lãnh đạo trong năm tới. Thưa quý vị, thông tin khác đáng chú ý gần đây là Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng. Hiển nhiên, động thái mới này của Bắc Kinh khiến phương Tây vô cùng lo ngại hãng tin Sputnik dẫn lời nhà phân tích chính trị Zhou Rong thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh chỉ đang hành động phù hợp với tình hình quốc tế biến động hiện nay. Theo dự thảo ngân sách được trình bày tại phiên họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ tăng chi tiêu quân sự lên 7,2% trong năm nay, tức là lên tới 1.500 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 225 tỷ đô la Mỹ. Dự thảo ngân sách cũng hé lộ mức chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc năm 2022 đã lên tới gần 1.450 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 210 tỷ đô la Mỹ. Tài liệu chỉ ra sự cần thiết của việc thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng vũ trang, tăng cường sức mạnh đất nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ quốc phòng, từ đó tạo ra khả năng quốc phòng mạnh mẽ hơn. Một số nước phương Tây đã tỏ ra nghi hoặc trước động thái tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Sputnik dẫn lời chuyên gia Joe cho rằng chi tiêu quân sự của Bắc Kinh chỉ bằng một phần tư mức chi của Washington ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chiếm khoảng 1,5% GDP, tỷ lệ thấp nhất trong số các nền kinh tế lớn của thế giới. Ông Joe nói thêm rằng, Hoa Kỳ và một số đồng minh phương Tây tiếp tục tỏ ra khó chịu với việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, chính các quốc gia đó cũng đã tăng đáng kể chi tiêu quân sự, với lý do tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ đã gửi hơn 100.000 đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Kiev. Moscow liên tục cảnh báo rằng hành động trên chỉ khiến xung đột Ukraine kéo dài. Ông Joe cũng nói rằng các nước láng giềng của Trung Quốc là Nhật Bản và Ấn Độ cũng đã tăng đáng kể mức chi tiêu quân sự với tốc độ tăng trưởng ngân sách quốc phòng cao hơn nhiều so với Bắc Kinh. Nhà phân tích nói thêm rằng Bắc Kinh là một lực lượng quan trọng giúp duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu, đây cũng là yếu tố thúc đẩy Trung Quốc phải tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Theo ông quyết định gia tăng chi tiêu quân sự của Bắc Kinh phù hợp với tình hình quốc tế và trách nhiệm của nước này đối với toàn cầu với vai trò là một cường quốc lớn. Ông Trâu cho rằng trong tương lai Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng tùy thuộc vào các mối đe dọa và thách thức bên ngoài mà Bắc Kinh có thể đối mặt. Phát biểu trước báo giới bên lề phiên họp Quốc hội thường niên, ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã nói Bắc Kinh phải thúc đẩy quan hệ với Nga khi thế giới trở nên hỗn loạn hơn. Ngoài ra, thì ông cũng khẳng định quan hệ Trung-Nga không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Reuters đưa tin hôm 7 tháng 3 trong cuộc trao đổi với báo chí vừa qua ngoại trưởng trung quốc cho biết hai nhà lãnh đạo trung nga là chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống vladimir putin đã hợp tác ngày càng chặt chẽ nhờ đó gắn kết quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước khi được hỏi về khả năng ông tập cận bình đến thăm nga sau phiên họp quốc hội trung quốc ông tần cương đã không có câu trả lời cụ thể đối với câu hỏi liệu trung quốc và nga có từ bỏ đồng đô la mỹ và đồng euro trong các giao dịch thương mại song phương hay không ông tần cương nói rằng các quốc gia nên sử dụng loại tiền nào hiệu quả an toàn và đáng tin cậy ông cũng lưu ý tiền tệ không nên là công cụ cho các lệnh trừng phạt đơn phương cho đến nay trung quốc vẫn từ chối xem nga là bên gây hấn trong cuộc xung đột ở ukraine bắc kinh thường chỉ trích washington đơn phương áp lệnh trừng phạt bắt nạt quốc gia khác ngoài ra ông tần cương cũng khẳng định quan hệ giữa trung quốc và nga được xây dựng trên cơ sở không đối đầu không nhắm mục tiêu vào bên thứ ba và không đe dọa bất kỳ quốc gia nào hai nước cũng không phải chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài ông tần cương nhấn mạnh các quốc gia lớn nên tìm ra những giá trị phù hợp để xây dựng quan hệ, lựa chọn giữa việc tạo nên các khối chính trị độc quyền hay đuôi dưỡng tình bạn chân thành. Trung Quốc và Nga đã tìm thấy con đường vun đắp quan hệ dựa trên sự tin tưởng chiến lược và trở thành láng giềng tốt với nhau. Đây là tấm gương sáng cho các mối quan hệ quốc tế mới. Viện Ngoại trưởng lưu ý thêm, một số quốc gia có xu hướng xem xét mối quan hệ giữa Trung-Nga qua lăng kính liên minh chiến tranh lạnh. Thực chất đó là cách suy bụng ta ra bụng người. Quan hệ Trung-Nga không bị tác động bởi bên thứ ba. Đây không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Ông Tần nhấn mạnh, với việc Trung Nga bắt tay hợp tác, thế giới sẽ có động lực hướng tới xây dựng quan hệ quốc tế đa cực và dân chủ hơn, đảm bảo sự cân bằng và tính ổn định chiến lược toàn cầu. Đề cập đến cuộc xung đột ở Đông Âu trong cuộc họp với báo chí bên lề phiên họp Quốc hội thường niên, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định chính phủ nước này chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong đó, Ngoại trưởng Tần Cương cho rằng khủng hoảng Đông Âu là điều có thể tránh được. TASS hôm 7 tháng 3 dẫn lời ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc không gây ra hay thúc đẩy cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Chúng tôi chưa bao giờ cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. Tại sao Trung Quốc liên tục bị buộc tội vô căn cứ? Đó là điều chúng tôi không thể chấp nhận được. Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói rằng khủng hoảng ở Ukraine là một thảm kịch có thể tránh được. Ông cũng đánh giá quy mô của chiến này đã mang đến nhiều bài học đáng buồn cho tất cả mọi người. Việc Bộ trưởng chỉ ra xung đột Ukraine về cơ bản là hệ quả của những mâu thuẫn thảm khốc tồn tại trong hệ thống an ninh châu Âu. Ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn ủng hộ đối thoại và chống lại các lệnh trừng phạt đơn phương. Bắc Kinh cũng đang tìm cách kéo giảm căng thẳng thay vì đổ thêm dầu vào lửa. Một số diễn biến đáng quan tâm khác. Theo Reuters, Mexico đã triển khai binh lính tới thành phố biên giới Matamoros thuộc bang Tamaulipas, miền đông Mexico vào ngày 6 tháng 3, sau khi bốn công dân Mỹ bị các tay súng bắn và bắt cóc. Đoạn video do Reuters công bố cho thấy các binh sĩ và cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng đang tuần tra các đường phố chính và tìm kiếm bằng chứng để xác định vị trí của các công dân Mỹ. Trong khi đó, chính quyền Mỹ và Mexico cũng đang tích cực hợp tác để tìm kiếm bốn người Mỹ bị bắt cóc. Đại sứ quán Mỹ tại Mexico cho biết, bốn người Mỹ đã di chuyển vào thành phố trên một chiếc xe tải nhỏ màu trắng có biển số Bắc Carolina. Quan chức Mỹ hy vọng người dân có thể giúp xác định danh tính những kẻ bắt cóc. Cũng theo đại sứ quán, một nhóm người đàn ông có vũ trang đã nổ súng vào các hành khách ngay khi xe của họ đến Mexico, sau đó ép họ đi qua một phương tiện khác trước khi trốn khỏi hiện trường. Một quan chức Mexico nói với Reuters rằng ba người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt cóc. Tổng thống Mexico ông Andrés Manuel López Obrador cho biết những người Mỹ trên đã đến Mexico để mua thuốc. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI trao giải thưởng 50.000 đô la để đổi lấy việc bốn công dân Mỹ được trả tự do và những người liên quan bị bắt giữ. Bộ ngoại giao Mỹ khuyến cáo người dân tránh đến bang Tamaulipas một phần do nguy cơ bị bắt cóc theo Reuters. Reuters ngày 7 tháng 3 dẫn lời các quan chức địa phương cho biết vụ chật bánh của chuyến tàu do công ty đường sắt Norfolk Southern vận hành cuối tuần qua không liên quan đến các chất nguy hiểm. Trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 3, giám đốc quản lý khẩn cấp Hattleg Michelle thông báo không có bằng chứng về sự cố tràn hóa chất nguy hiểm, không có dấu hiệu thương tích hoặc rủi ro cho người dân. Connor Spiegel Market phát ngôn viên của công ty Norfolk Southern cho biết. 28 toa đã chật bánh nhưng không có toa nào chở vật liệu nguy hiểm. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia hiện đang điều tra vụ việc. Cũng trong ngày 6 tháng 3, công ty đường sắt thông báo họ có kế hoạch bổ sung khoảng 200 máy dò vào đường dây. Động thái được đưa ra sau khi công ty đối mặt với nhiều chỉ trích từ các cơ quan quản lý và người dân ở Đông Palestine thuộc bang Ohio. Họ cho rằng vì ở gần các địa điểm xảy ra sự cố chật bánh, không chỉ sinh kế bị ảnh hưởng mà nhà ở của họ cũng bị mất giá trị. Trước đó, hôm 4 tháng 3, một chuyến tàu do công ty đường sắt Norfolk Southern vận hành đã bị chật bánh khi di chuyển qua tiểu bang Ohio, Mỹ. Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy đoàn tàu di chuyển dọc theo đường dây trước khi bị chật bánh và các toa tàu đổ xuống đường. Vụ tai nạn trên xảy ra một tháng sau khi một đoàn tàu khác của Norfolk Southern chật bánh ở đông Palestine, cũng thuộc bang Ohio. Nơi này cách Springfield khoảng 290 km về phía đông bắc, Tuy nhiên, con tàu này chở theo hóa chất độc hại cho môi trường nên hàng nghìn người đã phải sơ tán sau đó. Hôm 4 tháng 3, các quan chức hạt Crack đã yêu cầu cư dân sống trong phạm vi 305 mét so với hiện trường vụ tàu chật bánh mới nhất, trú ẩn tại nhà. Giới chức cũng cho biết khu vực đã bị mất điện do vụ tai nạn làm đứt một đường dây tải điện. Reuters cho hay, Ủy ban châu Âu phủ nhận mọi hành vi tham nhũng sau khi thanh tra viên châu Âu hôm 6 tháng 3 yêu cầu làm rõ lý do một vị quan chức cấp cao thực hiện nhiều chuyến công tác do Qatar tài trợ. Politico tuần trước tiết lộ, ông Herrick Hollery, quan chức cấp cao của Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề vận tải và đi lại, đã bay hạng thương gia miễn phí trên hãng Qatar Airways nhiều lần trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2021. Trong một lá thư gửi Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen được công bố ngày 6 tháng 3, Thanh tra viên châu Âu Emily O'Reilly hỏi về những chuyến công tác trên, đồng thời nhấn mạnh đã có thêm giám sát liên quan đến vụ bê bối của Quốc hội. Theo O'Reilly, các chuyến đi của ông Hololay diễn ra vào thời điểm Ủy ban châu Âu đang tham gia vào cuộc đàm phán về thỏa thuận vận tải hàng không eu Qatar. Người phát ngôn của Ủy ban, Danan Spinan, nói trong cuộc họp báo rằng Ban điều hành EU đang xem xét các hướng dẫn của cơ quan này. Theo Reuters, bà O'Reilly muốn nhận được câu trả lời cho một số vấn đề trước ngày 3 tháng 6, chẳng hạn như tính minh bạch quy trình cho phép các chuyến đi như vậy và về bất kỳ chuyến đi của các quan chức EU khác do bên thứ ba chi trả. Ngày 6 tháng 3, tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã phát biểu trước ủy ban Liên hợp quốc về địa vị phụ nữ (CSW). Ông gọi đây là một trong những sự kiện thường niên quan trọng nhất tại Liên Hợp Quốc và đặc biệt có ý nghĩa khi quyền phụ nữ đang bị đe dọa, lạm dụng và vi phạm trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, Tổng thư ký cũng nhấn mạnh bình đẳng giới đang ngày càng xa vời và thậm chí để đạt được điều đó sẽ mất 300 năm nữa. Theo ông Guterres, các khuôn khổ quốc tế hiện không hoạt động cho quyền của phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới và điều này cần phải thay đổi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phát biểu, tôi đã chỉ thị cho hệ thống của Liên Hợp Quốc rằng Tất cả sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho các quốc gia thành viên trong việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tương lai phải phản ánh cam kết của chúng tôi đối với bình đẳng giới và quyền phụ nữ. Được biết các thành viên của Ủy ban Liên hợp quốc về địa vị phụ nữ được bầu chọn bởi Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc. Đây là cơ quan thúc đẩy hợp tác quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và các vấn đề liên quan. Phiên họp thứ 67 của Ủy ban về địa vị phụ nữ sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023. Theo Reuters đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chiều ngày 6 tháng 3 cho rằng hành động từ chối nhiệm vụ quân sự đang gây ra các mối đe dọa đối với sự tồn tại của đất nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch đại tu tư pháp tại Israel đang tiếp tục là rộng. <laughs> chúng ta có quyền phản đối thể hiện sự bất đồng hay bày tỏ quan điểm nhưng không thể từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thủ tướng Israel cho hay những người lính đã rất đoàn kết trong tất cả các cuộc chiến của Israel kể cả cuộc đấu tranh chống thế lực bên ngoài hay những bất đồng giữa chúng ta. Ông Netanyahu phát biểu từ một căn cứ của lực lượng cảnh sát biên phòng ở khu định cư Beit Horon chiếm đóng ở bờ tây. Trước đó vào ngày 6 tháng 3, các phương tiện truyền thông địa phương đã lan truyền một bức thư của 10 cựu chỉ huy lực lượng không quân gửi cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng và hữu hình bắt nguồn từ kế hoạch đại tu tư pháp. Thông tin được lan truyền chỉ một ngày sau khi những người lính dự bị cho rằng họ sẽ không tham gia huấn luyện để phản đối kế hoạch cải cách của chính phủ Israel. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại Israel ngày một lan rộng, Tổng thống nước này, ông Isaac Harris, trong cùng ngày cho biết chính phủ của ông có thể sẽ xem xét thỏa hiệp giữa những nhà lập pháp và phe đối lập liên quan đến kế hoạch đại tu tư pháp. Thủ tướng Netanyahu hiện chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Tổng thống Harris. Rato đưa tin các quan chức Úc hôm 7 tháng 3 đã cảnh báo về rủi ro gia tăng các vụ cháy rừng ở phía đông đất nước do một đợt nắng nóng nghiêm trọng đang khiến nền nhiệt ở một số khu vực tăng lên ở mức cao nhất trong vòng hai năm qua. Theo Reuters, hiện có tổng cộng 33 đám cháy đang hoành hành khắp bang New South Wales, bang đông dân nhất của nước Úc. Năm trường công lập đã tạm thời đóng cửa. Các lệnh cấm sử dụng lửa để tránh rủi ro cháy rừng cũng đã được ban bố trên khắp các khu vực lớn của tiểu bang. Có hai vụ cháy rừng đã được hạ mức cảnh báo khẩn cấp trong đêm. Tuy nhiên, giới chức vẫn cảnh báo khả năng các đám cháy bùng phát trở lại. Tính đến hôm 7 tháng 3, nhiệt độ được dự báo sẽ đạt đến 30 độ C. Cục khí tượng Úc cho biết, điều kiện thời tiết nóng và khô đi kèm gió giật sẽ khiến các trận hỏa hoạn dễ bùng phát và trở nên nguy hiểm hơn. Vào ngày 7 tháng 3, Nhật Bản đã phá hủy một tên lửa hạng trung phóng vào vũ trụ sau khi động cơ hai giai đoạn của tên lửa này không thể bắt lửa. Sự việc này tiếp tục giáng đòn mạnh vào quá trình phát triển khả năng tiếp cận không gian trong thị trường tên lửa đầy tính cạnh tranh hiện nay. Tên lửa H-3 cao 57 mét của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JASA đã cất cánh từ cảng vũ trụ Tanegashima. H-3 mang theo một vệ tinh quan sát mặt đất, Alos 3 đồng thời cũng được trang bị một cảm biến hồng ngoại được thiết kế để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. H3 được vận hành bởi một động cơ mới đơn giản hơn, chi phí thấp hơn phiên bản trước, bao gồm các bộ phận in 3D được thiết kế để đưa các vệ tinh của chính phủ và thương mại lên quỹ đạo trái đất, cũng như vận chuyển vật tư cho trạm vũ trụ quốc tế. Reuters đưa tin hôm 6 tháng 3, Tổng Giám đốc UNESCO Andrei Azoulay đã bắt đầu chuyến thăm tới Iraq kéo dài 3 ngày, tham gia các hoạt động tại Baghdad, Mosul và Erbil. Trong ngày đầu tiên, bà Trowley đã đến một bảo tàng ở Bada vừa mới mở cửa trở lại cho công chúng. Nữ quan chức gọi cơ sở này là đại diện cho các nền văn minh ở Iraq, từ người Sumer đến người Akkadian, người Babylon đến người Assyria. Giống như vô số các địa điểm di sản văn hóa và khảo cổ khác ở Iraq, bảo tàng đã trải qua những thập kỷ xung đột và bị cướp phá. Tổng giám đốc UNESCO ca ngợi việc mở cửa lại bảo tàng này vì nó cho phép các gia đình Iraq kết nối với lịch sử lâu đời của đất nước. Cùng ngày, bà Adrole còn đến tham quan con phố Mutanabi, một địa điểm đi dạo cuối tuần nổi tiếng của thủ đô Iraq với nhiều cửa hàng sách và quán cà phê. Con đường này gần đây đã khang trang hơn so với trước nhờ sự hỗ trợ của UNESCO. Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudadi trong một tuyên bố cho biết, Nước này mong muốn được hợp tác nhiều hơn với UNESCO trong các lĩnh vực khác nhau, nổi bật là công tác khôi phục các địa điểm khảo cổ bị tàn phá bởi những băng nhóm IS. Tổng giám đốc UNESCO dự kiến sẽ tới thành phố Mosul, phía bắc Iraq vào ngày 7 tháng 3, nơi có các di sản được UNESCO hỗ trợ bảo tồn. Sau đó, bà Adjanae sẽ kết thúc chuyến thăm tại Erbil, thủ phủ vùng Kurdistan của Iraq. Thưa quý vị, 100.000 ngọn nến đã được thắp lên, dọi sáng ngôi chùa Hamakaya, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan, trong ngày 6 tháng 3, nhân ngày lễ Phật giáo linh thiêng Matkabuchak. Lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch Covid-19, ngôi chùa Draham Kaya mở cửa hoàn toàn tiếp đón hàng nghìn tín đồ và các nhà sư từ khắp châu Á đổ về tham gia nghi lễ. Tháp đèn lồng cúng dường là các truyền thống để chúng tôi tôn vinh Đức Phật, vốn được gìn giữ và thực hiện gần 2.600 năm qua. Những Phật tử cũng bày tỏ cảm nghĩ của họ khi được một lần nữa tham gia ngày lễ. Không có từ nào để diễn tả. Trong những năm đại dịch, sự kiện diễn ra theo hình thức trực tuyến, chúng tôi không thể thực hiện những nghi lễ và trải nghiệm bầu không khí như thế này. Makabucha là ngày lễ Phật giáo được tổ chức vào rằm tháng 3 theo lịch Phật giáo ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Sri Lanka để kỷ niệm cuộc tụ họp giữa Đức Phật và 1.250 đệ tử đầu tiên của Ngài cách đây 2.500 năm. Antoine Griezmann, tiền đạo 31 tuổi đang chơi cho đội tuyển Pháp và câu lạc bộ Atletico Madrid, trở thành cầu thủ Pháp thứ ba có vinh dự được làm tượng sáp tại bảo tàng Musée Grévin ở Paris, sau huyền thoại Zinedine Zidane và ngôi sao đang lên Kylian Mbappe. Cùng với Mbappe, Hugo Lloris và Varane, Antoine Griezmann là một trong những công thần của bóng đá Pháp trong gần một thập niên qua, khi Les Bleus giành chức vô địch FIFA World Cup 2018 và một lần nữa vào chung kết kỳ World Cup ở Qatar. Tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps cũng có được ngôi Á quân Euro 2016 và chức vô địch UEFA Nations League. Ngoài ba cầu thủ người Pháp, bảo tàng còn trưng bày tượng sáp của nhiều cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ajelatan Ibrahimovic. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.